Thưa quý vị, một trong những nỗi lo lắng của người tiêu dùng vào thời điểm cuối năm chính là giá các mặt hàng thiết yếu có thể tăng mạnh. Và xăng dầu là một mặt hàng như vậy khi vào chiều nay 19 tháng 1, giá xăng E5 RON92 được điều chỉnh thêm 429 đồng một lít lên mức 18.672 đồng một lít. Đây là lần điều chỉnh thứ hai nhưng là lần tăng giá đầu tiên của năm nay. Theo Liên Bộ Tài chính Công Thương, cùng với xăng E5 thì giá dầu hỏa tăng 448 đồng một lít, giá bán lẻ đến người tiêu dùng là 14.560 đồng một lít. Dầu diesel cũng được điều chỉnh tăng 430 đồng một lít, dầu ma rút tăng thấp nhất 148 đồng một kg, giá bán hiện ở mức là 12.765 đồng một kg. Trong kỳ điều chỉnh này thì giá xăng RON95 vẫn chưa nằm trong danh sách các loại xăng dầu được Liên Bộ Tài chính Công Thương công bố giá. Tại các cửa hàng của Petrolimex thì giá xăng A95 được doanh nghiệp điều chỉnh tăng nhẹ 290 đồng một lít. Theo Bộ Công Thương, nguyên nhân của lần điều chỉnh giá lần này là giá thành phẩm xăng dầu thế giới có xu hướng tăng và đứng ở mức cao.